Hello, hello everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT ha. Thì hôm nay chúng ta lại đến với con là đại chiến nhẫn giả gì ha. Nghe nói con này đã về Việt Nam rồi ha. Mai chiều để Health qua review em nó xem. Nghe nói về Việt Nam nó cũng là một con game khá là ngon nha anh em. Chả biết khuy bao nhiêu nhưng mà thấy cũng nghe nói ok phết nên từ từ ha. Nghe nói khuy VIP 3 gì á, nhưng là đây là bản Trung Quốc được Việt hóa lại nha anh em. Đó, Việt hóa. Ủa này Việt hóa hả? Ít lịch súp vậy. Đó, Việt hóa được chút chút ha. Cả nhà yêu. Ok, không để được. Rồi, triệu hồi. Đó, 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 đó. Ok ha, ngon, khá ngon. Đó, bản này đi ăn cắp và làm lại thôi. Chứ cũng không có gì là to tát lắm nha anh em. Đó, Việt hóa cũng được chút chút. Ok, hủy bỏ được không? Đồ có nè, chắc ra nè nọ nè, chắc ra chắc vô nè. Không phải là tiếng Trung Quốc là thấy cũng ok rồi ha. Mặc dù chúng ta đang chơi game của Trung Quốc. Lào lào lào, đó. Mày hả bự. Rồi bây giờ hết hướng dẫn rồi đó. Rồi đầu game là thấy có 28.000 kim cương và VIP 14 đúng không? Rồi chúng ta ra phần hoạt động nè. Đây hoạt động đăng nhập ngày là được 5.000 kim cương nè. Ngày thứ 2 5.000, ngày thứ 3 5.000. Và 1 triệu kim nguyên bảo nè. 2 triệu nè. Ngày thứ 4 thì ngày thứ 5 chứ. Đồ đăng nhập này đang có nhiệm vụ hay cái gì đăng nhập này mặc định ta? Kabuto hả? Tiên nhân Kabuto luôn nha. Đồ ngon ngon ngon. Khá là ngon nha anh em. Còn đây là mấy bộ đồ ấy cũng được nha, khá ngon. Không phải dễ gì mà chúng ta có tiên nhân Kabuto đâu ha. Mấy cái này chưa có việt hóa. Việt hóa mấy cái sơ rồi. Điểm danh nè. Đó, điểm danh ra. Ra kim cương ha. Đây, ngày tiếp theo là chúng ta full VIP 14 nha, 15 nha anh em. Đây là quà, quà gì vậy ta? À, quà VIP, nhận nè, nhận hết luôn ha. Đồ Sasuke luôn, chắc là full luôn rồi đó. Full Sasuke 5 sao hay gì á. Đây, ngày thứ 5 thì, ngày thứ 2 là chúng ta sẽ được VIP ha, max VIP. Để xem, đúng rồi, 5.000, ok, ngày thứ 2 là sẽ đủ ha. Game, ok, này nạp sẽ được tiên nhân, hiền nhân chứ. Hiền nhân gì quên mẹ, ông này tên gì rồi. Ngài nè, rồi cái gì á, có hư nè. Cái gì đây, đồ gửi cho một Sasuke nữa chứ. Đậu phụng cưng. Đâu rồi, Sasuke đây. Lên được 5 sao không? Lên luôn, dư sức luôn. Rồi, có 50 hồn luôn. Thôi để nó đi, để mai mốt có gì nâng lên Haki đâu ha. Haki bá dương đâu. Theo nghĩ là mai mốt nó sẽ mở có Haki ha. Biết đâu nó ăn trái ác quỷ được thì sao? Ghê không? Rồi ở đây là nhiệm vụ ngài, năng động ngài sẽ có mảnh Itachi nè anh em. Rồi 100 năng động thì chúng ta sẽ nhận được Itachi tiếp. Wow. Đệ nhất nè. Tiên nhân Kabuto ha.
đăng nhập 5 ngày là chúng ta nhận được tiên nhân Kabuto rồi. Cái này là mát VIP rồi nên nó chả có cho VIP nữa đâu, cho điểm sớm nè, đu 8.000 điểm sớm. Rồi tiên nhân Naruto với cái hằng gì quên mẹ nó rồi, cũng không biết tên lắm. Rồi game này có code nữa ha, đi kiếm code nào. Chỗ nhập code là chắc là trong phần này. Đây, nhập code luôn. Có luôn. Này là ăn cắp của người ta về nè ha. Đó, minh danh gì đó. Để mẹ nó đi, không quan tâm. Rồi, má đi ăn cắp mà nói giọng cha người ta ghê không. Code heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì có thể lấy ha. À, không phải mô tả đâu. Để ở dưới phần để ở dưới cái phần link á. Link qua bên web lấy ha. Đó, 5.000 kim cương nữa nè. Nãy giờ khá nhiều luôn. 2, 4, 6, 1 triệu vàng. Có kim cương không? Kim cương nữa không? Không, ok. Rồi, bây giờ đồ, vậy là tổng là phi cho chúng ta là 52.000 kim cương nha anh em. Đánh đấm này nọ thì đăng nhập ngày sẽ nhận được kim cương thêm này nọ ha. Rầu ngon luôn. Vô mở thử 10 lần cái coi nè. Dư mà, dư giả mà. Anh em đừng làm giống heo nha. Làm giống heo là không có kim cương để mà xài đâu ha. Cái này là đang test thử thôi. Rồi cái shop nó nằm ở đâu mà nó. Ok, đi vô để quay cái này cái. Để mà lên cho nó lên level 12, 10 gì đó. Để mà lấy cái shop ha. Mở cái shop nha anh em. Level 8 rồi, ráng lên, ráng lên. Mở cái shop ra đi, coi shop có cái gì không ha. Thường là mấy cái này shop nó sẽ có bán Hokage đồ hay là tiên nhân đồ, hay là Madara đồ ha. Hình như level 12 nó mới mở. Anh em ráng chờ tí ha. Mới có 7 phút à, video chưa có dài đâu. Full VIP 15 nha anh em. Việt hóa cũng chút chút. Đủ để hiểu thêm về game ha. Ok, lên lố rồi. Có thằng nào biết cái shop đâu không? Tu hành ngưỡng cửa, ngưỡng mộ, triệu hồi, nhiệm vụ, thư. Rồi nhiệm vụ cấp S. Rồi cái shop ở đâu? Đây, shop, thấy shop rồi. Wow, có bán vé quay luôn nè, nhưng mà hơi chua ha. Chắc là ở đâu đó có cài kim cương hay gì á. Chứ nếu mà bán với cái giá cắt cổ gì mà nó cho ít về là chắc cũng không được cho lắm. Itachi nè ha. Đó. Rồi tiếp theo, cái shop đó cũng không ngon lắm đâu. Shop này mới ngon nè anh em. Đó, đu. Có bà đệ ngũ hiền nhân luôn nè. Tiền đâu mà mua, mà nó tiền đâu mà mua. Đồ hàng gì, hàng gì bạn của thằng thằng thầy này quên tên rồi, má tự nhiên quên ngang xương. Trời ơi, tiền đâu mà mua, đệ ngũ 80 mảnh mới mở được. Chu choa. Ok, đây thì anh em muốn lựa một cái đội hình nào ngon ngon thì lựa ha. Ở đây thì nãy có phi cho chúng ta mấy cái vé quay nè ha. Vé quay này đó. 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 Cũng không ngon lắm đâu. Quay cho vui thôi. Con nhỏ này Suka hay Suke? Ờ, Suke là thằng kia, Suka là bên Nobita. Ben nữa nè, ôi dồi có Ben nữa mà ơi, Ben nó đưa vô đây. Này là hiền nhân đệ nhất nè. Rồi thằng gì quên tên rồi. Dạo này già cả rồi, lú lẫn lắm anh em ơi. Coi tới đây là chắc nhiều bạn đã đi bỏ đi hết rồi. Bè nữa ha, bè. Ok, giờ để ta xem coi có tướng gì mới không.
thấy là có bà đệ ngủ ha, đệ ngủ là mới rồi đó, với con nhỏ, con nhỏ nó ghét quá nên không có nhớ tên luôn anh em. Nó cũng lên được tiên nhân thuật rồi ha, thiền nhân chứ. Đó nè, hai nhân vật mới hả ta, cũng được. Đồ có Madara cái gì, có Ochimaru thiền nhân luôn nè, có tên đàng hoàng nè. Ủa không có hả, này việc việc hóa luôn, cái này là ngon, hơi còn thiếu sót ha. Ok, có chơi là được rồi, đòi hỏi chi cho nhiều. Ui vãi, kim cương quá trời. Rồi đi đánh một trận xem sao. Đội hình tướng cùi ha. Tướng cùi có ở đâu đánh? Đó. Đem be vô đi. Be. Đó, auto. Mở nhân cho nó chạy lẹ lên. Chắc là nhận 3 là coi được rồi anh em. Sasuke ha. Còn 50 mảnh cho nó lên phẩy luôn không ta? Không, để mai mốt cho nó lên Haki ha. Nè đây cho lên phẩy luôn. Chơi là chơi cho tới hả? Méo lên được ta, 150 mảnh mới lên được 1 phẩy. Cũng khá là chua. Buồn quá, đi quay tướng thôi. Quay tướng có con nào ngon không? Không có con nào ngon luôn. Vâng, trong tướng không có con nào ngon ha. Rồi anh em nào chơi thì tải về, link theo để dưới phần mô tả nha anh em. Rồi chơi cũng khá là thú vị. Bé phi hay không thì nãy quên coi rồi ha. Rồi anh em chơi đi ha. Game này hôm bữa cũng có giới thiệu rồi mà anh ai bản này việc quá chút chút nên lụm về để lại tên của heo nè ha. Đó, tải game và cập nhật game mới thường xuyên ha anh em vào ha. Nhớ like và share ha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái game mới nhất nha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.